mời mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với anh em về những điều cơ bản khi mà chúng ta trải nghiệm game Cái Thế Chênh Hùng Garena, để cho những anh em vừa mới tiếp cận cái con game này, anh em có thể biết được vừa mới vô tôi nên làm gì, tôi nên hướng đến những cái đội hình như thế nào để cho tôi nắm được cái cơ bản của con game này, để cho tôi không bị quá thọt so với server. Video này thì mục đích của cô là như vậy. Đầu tiên đó chính là chơi cái game Cái Thế Chênh Hùng này, nó có rất là nhiều con tướng đúng không, quá trời tướng luôn. Thì bây giờ tôi phải làm sao? Tôi không biết mấy con tướng này, giờ đọc chiêu nó thì nó quải quá. Bây giờ có thêm những cái hỗ trợ nữa cực kỳ quải, tôi không biết build cái đội hình như thế nào. Thì mình sẽ có một cái đề cử cho anh em khi mà anh em trải nghiệm cái game này từ đầu đến cuối, là từ ban đầu luôn á. Anh em sẽ có những con tướng miễn phí, đó chính là con này Mã Vân Lộc, con này Quan Ngân Bình, đó hai con này, và con tiếp theo đó chính là con nhỏ này Thái Văn Cơ, thấy không? Rồi chúng ta cũng sẽ có thêm cái con này Nghị Viên. Chúng ta sẽ có những cái con mà nó cho miễn phí cho chúng ta luôn. Khi mà chúng ta có những con miễn phí này thì chúng ta có, chúng ta dùng, và chúng ta cũng được cho miễn phí ở cái chỗ bao danh 8 ngày. Đây, chúng ta sẽ có thể chọn thêm một con tướng tùy ý. Thì cái đội hình mà mình gợi ý cho anh em, đội hình cơ bản cho anh em, và cái đội hình này cực kỳ mạnh luôn nha, cực kỳ mạnh luôn, nó không thua gì những đội hình nạp tiền. Đó chính là cái đội hình nước thục. Đội hình nước thục gồm có Công Hoàng Trung, là anh em có thể quay tướng ra và anh em có thể lựa chọn trong cái ngày báo danh, thấy không? Rồi tiếp theo đó chính là con Mã Vân Lộc. Con này là con nhân vật chính của mình, nên là chắc chắn nó sẽ cho mình. Và những cái ngày sự kiện này, nó cũng, mình làm nhiệm vụ ok, mình làm xong nhiệm vụ nó sẽ có thưởng. Đủ bóc nó sẽ cho những cái mảnh của con này. Chúng ta chắc chắn là sẽ có được nhiều cái mảnh. Thì khi có nhiều mảnh thì con này sẽ được up lên nhiều đồ, nó mạnh hơn. Rồi con Quan Ngân Bình thì chắc chắn nó cũng sẽ cho, bây giờ nó sẽ cho. Thì hai con Trương Tinh Thái và con Liêu Hóa, cái đội hình này nè của mình đang hướng dẫn cho anh em, một đội hình cực kỳ mạnh, cực kỳ mạnh luôn. Là mình sẽ cho anh em xem sơ sơ cái này đi ha. Bấm cho anh em sơ qua, anh em xem rồi anh em dừng video lại, đọc kỹ năng của nó. Tại video này mình không nói về quá cụ thể về cái đội hình này, nhưng mà mình sẽ chỉ gợi ý cho anh em thôi, anh em xem sơ qua. Thì con này kiếm ở đâu? Con này thì khi mà anh em vào cái phần quay tướng, anh em có thể bỏ ra 10 cái hậu phù này, anh em quay. Cái lúc đó là anh em muốn chọn con tướng, nó sẽ có 3 con tướng. Một là con Trương Tinh Thái, hai là con Điền Vi, và ba đó chính là con Thái Sử Từ. Ba con tướng này anh em có thể chọn con nào cũng được. Ví dụ nha, anh em bấm quay thì nó sẽ có một lần quay đó, có thể không ra con tướng nào cả, không gian tướng màu vàng nào cả, nhưng mà anh em có thể quay lại ở cái banner nó là vậy, anh em có thể quay lại. Rồi sau đó là anh em thấy được cái con Trương Tinh Thái, anh em chọn. Còn nếu mà cái lần đó mà nó ra ngay con Thái Sử Từ, thấy không, thì anh em có thể thử lại thêm lần nữa. Tại vì trong cái banner đó là nó sẽ giúp cho những tân thủ có được những con tướng theo đội hình của anh em. Rồi và tiếp tục là cái con Liêu Quá này ở đâu ra? Con Liêu Quá này dễ ra lắm, anh em quay 10 lần là khả năng nó sẽ ra, dễ ra lắm. Anh em may mắn là ra thì lên sao nhiều, anh em là không may mắn thì quay khoảng mấy chục lần thì ra. Nhưng mà trong quá trình từ level 1 đến level 20, thậm chí level 30, thì khả năng anh em sẽ quay tướng rất là nhiều, nên khả năng xuất hiện con này rất là dễ. Vì vậy là anh em build cái đội hình như thế này, thấy không? Build đội hình như thế này thì anh em sẽ rất là mạnh. Mà cái đội hình này thực sự rất là mạnh trong cái giai đoạn cấp từ 28 cấp, và anh em có thể tăng bậc cho nguyên cái đội hình này cộng 3 hết. Cộng 3 hết là cái đội hình này sẽ rất là mạnh, mạnh cực kỳ luôn. Rồi đội hình tiếp theo là một đội hình giúp cho anh em mạnh ngay từ lúc ban đầu, nếu như anh em có thêm một vài may mắn, đó chính là cái đội hình này, đội hình bất khuất. Gồm có những con như đây. Con Điển Vi là cái con mà hồi nãy, thay vì chúng ta lựa chọn con Trương Tinh Thái thì anh em có thể lựa chọn con Điển Vi. Con Hứa Chữ là cái con này khi mà mình quay tướng á, quay 10 lần khả năng ra rất là cao. Và con Tàu Nhân khả năng ra cũng rất là cao. Ba con này hợp lại ra một cái chiến hữu bất khuất sẽ giúp cho chúng ta rất là trâu.
và kết hợp với lại một con Thái Vân Cơ, con búp máu nữa. Anh em kiếm thêm một con búp máu nữa, có thể là Lũ Túc, hoặc là nếu anh em may mắn anh em sẽ kiếm ra, anh em sẽ quay ra một con tên là Bộ Luyện Sư. Con này là một con búp, nó rất là mạnh. Nếu như mà đi chung với lại con Thái Vân Cơ và đi chung với lại nguyên một cái team Bất Khuất, mạnh cực kỳ luôn, mạnh từ giai đoạn đầu đến thậm chí đến giai đoạn 3x 4x vẫn rất là mạnh. Cái team đó rất là dễ build và rất là mạnh. Đó, mình cho anh em hai cái team cơ bản để cho anh em build, để cho anh em có thể trải nghiệm game này rõ hơn, cho dễ hơn. Rồi tiếp theo là khi mà chúng ta làm nhiệm vụ, chắc chắn sẽ đến cái phần mà chúng ta mang trang bị cho nhân vật của mình, cho tướng của mình. Thì anh em có thể nhìn thấy, ví dụ nha, chúng ta sẽ có, trong cái đội hình của chúng ta sẽ có 5 chỗ cho 5 con tướng, thấy không? Đội hình 2, ví dụ đội hình 1 của chúng ta là có Hoàng Trung, Mã Vân Lộc ở vị trí 2, Quang Ngân Bình vị trí 3, Trương Tinh Thái vị trí 4 và Liêu Hóa vị trí 5. Qua đội hình 2 thì nó cũng tương tự như vậy. Thay cái vị trí này là của con Hoàng Trung hồi nãy đúng không? Thì anh em cho một cái con nào đó vô trong đây, là những cái món đồ của con Hoàng Trung thì nó cũng y xì như là những cái món đồ của cái con mà anh em mới cho. Đội hình 1, vị trí đầu tiên của 4 đội hình nó y chang nhau. Vậy vậy là anh em chỉ cần build một đội hình thôi, thì những cái đội hình còn lại, món đồ, tăng vật, cường quá cái kiểu nó y chang nhau. Đó, nên là anh em sẽ rất là dễ. Này nó không có tốn quá. Những cái game khác thì nó đội hình 1 phải build như thế này, đội hình 3, 2 phải build lại, thì build lại nó sẽ cực kỳ tốn. Còn cái này thì nó có một cái đội 1 chúng ta, những cái khi mà chúng ta có đội 1 thì đội 2, đội 3, đội 4 thì nó cũng tự tựa nhau. Đó, nên là cũng rất là dễ. Rồi khi mà chúng ta build cho, trong cái quá trình chúng ta làm nhiệm vụ á, thì anh em sẽ mang trang bị cho nhân vật của mình. Và cái điều mà anh em cần quan tâm đó là chính là ở slot đầu tiên, ở vị trí số 11 này, thấy không? Ở vị trí số 1 này thì anh em ưu tiên cho những cái con tướng đam to. Rồi khi mà những con tướng ở vị trí đam to như thế này, vị trí số 11 này, thấy không? Vị trí số 1 thì anh em cho có những cái món đồ ngon thì cho nó mặc vô. Ví dụ như ban đầu anh em có cái trang bị bộ xanh lá cây cho mang vô, mang full luôn, full đồ xanh lá cây có 4 món mà full luôn. Rồi bắt đầu là chúng ta nâng cấp. Nâng cấp này anh em không được nâng tùy tiện nha, anh em nâng theo mức, ví dụ như là cộng cấp 5 ở vũ khí, cấp 5 ở cái nón, cấp 5 ở cái áo và cấp 5 ở cái đai. Cấp 5 hết thì chúng ta sẽ được tăng được một cái chỉ số thêm. Còn với điều kiện cái cấp của con nhân vật, của con tướng của anh em giới hạn là bao nhiêu thì anh em tăng đến giới hạn đó. Ví dụ cấp của anh em hiện tại đang là cấp 9 thì anh em hãy tăng cái này lên cấp 5, tăng này lên cấp 5, tăng này lên cấp 5 và tăng này lên cấp 5 để nó kích hoạt 4 món cấp 5. Chúng ta sẽ có được thêm chỉ số cộng thêm rất là cao. Anh em đừng có thấy cái nhân vật của mình cấp 9 và anh em này cấp 9, này cấp 9, này cấp 9, này cấp 9, nhân vật của mình cấp 10, này cấp 10, này cấp 10, này cấp 10, cấp 10. Chúng ta phải làm như thế nào chúng ta cường quá nó có ngay cái số là 5, 10, 15, 20, thấy không? Còn ví dụ như là ở 9, thấy không? Ở 9, ở 4 rồi nọ đừng cường quá. Anh em cường quá lần 5 bậc. Để nguyên một set 5 bậc như vậy nó ok. Ví dụ như là cái này là cộng 5. Anh em ví dụ là tướng của anh em là cấp 9, đúng không? Anh em chơi này cộng 5, cộng 5, cộng 5, cộng 5. Xong rồi xuống đây. Con này cấp 9, cộng 5, cộng 5, cộng 5, cộng 5. Đó, tương tự như vậy. Khi nào nhân vật của mình nó lên cấp 10 và con tướng của mình nó cũng sẽ lên cấp 10 thì lúc này mình sẽ đẩy này lên cộng 10, cộng 10, cộng 10, cộng 10. Đó, như vậy nó sẽ tối ưu hơn cho nhân vật của mình. Chúng ta đỡ tốn trang bị hơn. Rồi, còn cái nâng sao này thì nó giống như là khi mà anh em đã đầy đủ hết tất cả những món trang bị, đừng vội nâng sao. Ví dụ con đầu tiên của mình có thể mặc nhanh được cái nào, bấm vô mặc nhanh. Tiếp theo qua cái con tiếp theo, bấm vô mặc nhanh. Qua con tiếp theo, bấm vô mặc nhanh. Tiếp theo, bấm vô mặc nhanh. Tiếp theo nữa, bấm vô mặc nhanh, thấy không? Thì khi mà chúng ta đầy đủ hết những món đồ của 5 con tướng, bắt đầu là nó sẽ có những cái chỗ như là nâng sao. Nâng sao này mình sẽ ví dụ nha, mình đang có một cái trang bị màu xanh dương, thì lúc mà mình có được những cái món đồ màu xanh dương á, đó nó sẽ xuất hiện ở trong đây để cho mình nâng bậc. Nâng bậc thì nó sẽ tăng những chỉ số như thế này. Đó, nên là cái này thì ưu tiên là những cái con đầu tiên trước.
Và ưu tiên nữa đó chính là chúng ta phải mặc full đồ một cái. Ví dụ như là chúng ta mặc full một set màu xanh dương, full màu xanh dương, này cũng full xanh dương, này bốn món xanh dương luôn, chúng ta mới bắt đầu chúng ta đứng sau, chứ không phải là này bốn món xanh dương. Bởi này là bốn món màu xanh lá cây mà chúng ta không mặc món xanh dương mà chúng ta lại đi nâng sao cho cái này thì nó phí. Cái team của chúng ta sẽ rất là yếu, nên là anh em làm cái gì cũng phải đều hết, team của chúng ta nó mới mạnh được. Làm sao để lên cấp thì anh em có thể là làm những cái nhiệm vụ chính. Vừa mới vô là chắc chắn anh em phải làm theo cái chỉ dẫn của nhà phát hành của con game này. Chắc chắn là nó sẽ không cho anh em điều khiển riêng đâu, nó phải bắt anh em bấm vô cái này, bấm vô cái kia. Và anh em chú ý là mình cứ bấm, nếu như anh em nào vừa mới trải nghiệm á, cứ bấm vào và đọc đó, chúng ta sẽ biết được nó chỉ rõ. Ví dụ như là chúng ta nên bày tướng như thế nào, ví dụ chúng ta nên chiêu một tướng ở đâu, ví dụ vậy. Anh em cứ theo cái phần hướng dẫn của nó, tại vì trong những phần đầu á là nó sẽ hướng dẫn anh em khá là nhiều. Rồi khi mà anh em đã làm theo cái hướng dẫn của nó thì tầm khoảng cấp 15 là bắt đầu, là cái lúc này là anh em bấm vào cái chỗ nhiệm vụ. Sau khi mà anh em thắng được cái thành Trường An, nó sẽ kêu anh em là nhận hết tất cả những gì mà chúng ta đã hoàn thành. Nên là anh em cứ bấm vô nhận vô, chúng ta sẽ đẩy lên cấp 18 rất là lẹ. Và sau đó chúng ta cứ tiếp tục làm nhiệm vụ theo như yêu cầu của game. Anh em có thể dễ dàng để trụ lại trong cái game này hay là trong server. Thì anh em cố gắng là mình sẽ bung lực chiến để cho lực chiến của mình cao cao. Và mình sẽ vào một bang top. Khi mà anh em vào bang top thì anh em sẽ được rất là nhiều lợi thế. Ví dụ như là anh em sẽ được nhiều đồ để anh em đấu giá. Khi mà anh em chơi rành rồi, anh em cần con tướng nào anh em đấu giá, hên thì cần ngay ra ngay cái con tướng mà anh em cần, hên ra thì anh em mua. Và đặc biệt là anh em sẽ được những cái lợi tức kiếm vàng rất là ngon. Đó nên là chúng ta cố gắng bung lực chiến không quá thọt, bung lực chiến và lên cấp là những thứ mà rất là quan trọng để chúng ta có thể tồn tại trong cái server này. Rồi cái điều thứ hai đó chính là chúng ta sẽ có những cái này gọi là thể lực. Thể lực của chúng ta mình gọi là bánh bao nha. Bánh bao của chúng ta sẽ có một cái giới hạn tùy vào cấp. Khi mà anh em cấp thấp thì cái giới hạn của nó sẽ rất là thấp, có thể vài chục, cũng có thể là 100. Còn hiện tại là cái giới hạn của mình đang là 41 cấp, nên là cái giới hạn thể lực của chúng ta sẽ là 180. Cái giới hạn này là cái gì, cái thể lực này là gì? Khi mà chúng ta đi làm nhiệm vụ chính, chúng ta sẽ bỏ ra những cái thể lực này để chúng ta khiêu chiến. Thắng thua gì mà anh em bấm vô khiêu chiến á. Bây giờ anh em bấm vô khiêu chiến, đúng không? Mà trước hết anh em phải bày trận trước. Anh em phải bày trận, nó sẽ hướng dẫn cho anh em. Cái con game này sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách bày trận. Và kinh nghiệm bày trận là anh em phải tự trải nghiệm nha. Rồi khi mà chúng ta bày trận, muốn coi đội hình đối phương là những con tướng nào thì bấm vô cái màn hình. Rất là dễ đúng không? Ví dụ này là có ngựa nè. Ví dụ này những con cung nè. Rồi ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng bánh bao để làm nhiệm vụ chính, chúng ta còn làm cái gì nữa? Khi mà anh em đã bắt đầu sơ sơ biết về cái cách vận hành của game này thì cái thể lực nó sẽ tốn từ cái tăng bậc tướng của chúng ta. Ở những cái tăng bậc tướng này, tùy vào cái số cấp bậc của chúng ta, chúng ta sẽ có ví dụ như là cấp 1 sẽ mở cái hiệu ứng là tăng thêm bạo kích, đúng không? Cấp 2 chúng ta sẽ mở cái kỹ năng, anh em bấm vô cái dấu chấm than nè, anh em sẽ thấy đó. Rồi những cái nguyên liệu, đây là những cái nguyên liệu để chúng ta up cấp. Ví dụ như là hiện tại cái con thấp nhất của mình đang là bậc 4 thì nó yêu cầu những cái nguyên liệu như thế này, những cuốn sách lam bậc 5, đúng không? Chúng ta muốn up lên bậc cao hơn thì chúng ta phải cần những cuốn sách, những cái nguyên liệu của nó. Và những cái nguyên liệu này chúng ta có thể kiếm được bằng cách là chúng ta đi làm nhiệm vụ chính. Khi mà đánh những thằng này nó sẽ có những nguyên liệu này nè, thấy không? Đó, cái đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, khi mà chúng ta đã vượt qua những cái ải, những cái nhiệm vụ đó, chúng ta qua một cái thành mới mà chúng ta cao hơn, thì khi mà chúng ta muốn có được những nguyên liệu này nữa thì anh em có thể là bấm vô cái nguyên liệu cần có. Anh em bấm vô những cái lần, những cái bánh bao nè, bấm vô bánh bao, nó sẽ tốn bánh bao và nó sẽ kiếm cho chúng ta những cái nguyên liệu như thế này để cho anh em up đồ.
Cái này rất là quan trọng nha anh em. Rồi làm sao để có những cái bánh bao này nữa? Thì chúng ta có thể mua bằng cách là bấm vô cộng. Đó, mỗi ngày thì tùy vào cái acc của anh em, nếu anh em nạp chút xíu, nạp nhiều đồ này nọ thì anh em có thêm mấy lần mua bánh bao. Còn mình thì không nạp, nên là mình mỗi ngày mình chỉ giới hạn mua được 5 lần thôi. Đó. Rồi, ngoài ra thì chúng ta có thể nhận cái bánh bao này ở trong cái phần phúc lợi. Cái phúc lợi này khi mà chúng ta đến những cái mốc thời gian, bấm vô phúc lợi nha. Rồi bấm vô cái tiệc thể lực từ 12 giờ đến 15 giờ đến 17 giờ 59 chúng ta nhận được 60 bánh bao. 18 giờ đến 20 giờ 59 60. 120 thể lực từ là 9 giờ tối đến 11 giờ 59 phút buổi tối. Nếu như mà ví dụ nha, buổi sáng hôm nay cô chưa có nhận cái bánh bao này mà cô đang ở trong cái mốc này, chúng ta vẫn có thể nhận lại cái bánh bao buổi sáng, nhưng phải bỏ vàng chúng ta mới nhận được nha anh em. Còn cái nhận hiện tại, ví dụ đang ở trong cái mốc 18 giờ đến 20 giờ đúng không, thì cô sẽ có thể là nhận miễn phí. Nếu mà quá thì chúng ta chắc chắn là chúng ta phải bỏ vàng, mà chưa tới thời gian thì chưa được nhận. Rồi đó, cái thể lực thì anh em chỉ tốn là chỉ tốn vậy thôi. Một là đi làm nhiệm vụ, hai nó chính là anh em tăng bậc của tướng. Tăng bậc thì nó sẽ có chiêu thêm, rất là quan trọng. Tiếp theo đó chính là vàng. Vàng là một đơn vị tiền tệ rất là quan trọng trong game này, tại vì nó sẽ giúp cho chúng ta mua rất là nhiều đồ. Mua đồ ấp tướng, quay tướng thì nó sẽ tốn hộ phù, thấy không? Nên là chúng ta lấy vàng sẽ đổi ra hộ phù. Một hộ phù sẽ tốn 250 vàng. Đó, thì anh em có thể kiếm vàng bằng cách làm nhiệm vụ, làm những cái nhiệm vụ như thế này, hoặc là có những cái sự kiện nó thưởng thêm. Đó, rồi nó sẽ có những cái điều kiện, nó sẽ có những cái nhiệm vụ như thế này, anh em nhận thêm, thấy không? Rồi nhiều cái lắm, và cái quan trọng nhất đó chính là anh em vào bang top, top 1 càng tốt thì anh em sẽ có được cái những cái lợi tức rất là ngon để cho anh em có vàng. Có vàng lúc đó thì anh em có thể là mua đồ ở trên đấu giá, hoặc là anh em mua đồ hàng ngày, hoặc là anh em có thể quay tướng. Ví dụ như hiện tại đang là cái sự kiện Tết, nó có hai con tướng này ngon, anh em muốn quay thì anh em quay. Bây giờ mình thiếu vàng, muốn có thêm vàng bấm vô cộng, nạp cạc vô, đúng không? Rồi muốn có đồng thì bấm vô cộng, thì đi chiêu tài đó thì sẽ có đồng. Rồi cái đồng này thì về sau nó sẽ rất là cần. Hiện tại thì ở trong cái giới hạn tầm khoảng 4x trở về trước á, thì nó sẽ không có quá cần thiết. Sau khoảng tầm khoảng 48 cấp nó có cái hoạt động rất là tốn đồng, nên là lúc đó là những anh em nào đã rành rồi anh em sẽ có thể tích lại. Rồi sau khi mà anh em đã làm xong hết nhiệm vụ đồ này nọ, ở trong những cái phần nó sẽ thưởng thêm ở trong cái game này nó sẽ có một vài cái nó thưởng thêm khi mà anh em hoàn thành nhiệm vụ. Thì anh em có thể là chúng ta có vàng, chúng ta có được hộ phù, anh em cứ mạnh dạn anh em quay bet đi. Ngày 1, ngày 2 có bao nhiêu vàng, có bao nhiêu hộ phù, nếu như là anh em người mới chơi á, cứ quay bet hết. Quay bet hết thì anh em cố gắng build một cái đội hình giống như cua, giống như mình chia sẻ. Build đội hình này nè: Hoàng Trung, Mã Vân Lộc, Quang Ngân Bình, Trương Tinh Thái, Liêu Hóa. Ban đầu khi mà anh em chơi á, anh em bấm vô quay tướng á, anh em đừng có quay SSR 3-1, khoan, đừng có quay vội. Anh em hãy quay anh hùng xuất thế, hoặc là nếu như server nào anh em mà có những cái banner ngon á, anh em có thể quay. Còn đa phần nếu không có banner ngon á, thì chỉ có cái anh hùng xuất thế, bấm vô quay 10 lần. Tại vì cái khả năng ra cái con tướng bắn cùng cái con Hoàng Trung á, hoặc là con Hư Chữ nó cao lắm. Nên là anh em xem mình ra cái con tướng nào trước. Đù, ra con Hoàng Trung luôn nè anh em. Đó, mình có một con Hoàng Trung này, qua ngày thứ hai mình chọn nó thêm cái nữa, là mình sẽ có 60 mảnh, mình sẽ đẩy nó lên là 4 sao. Rất là mạnh luôn anh em. Rồi, cái lúc này là chúng ta xác định là chúng ta sẽ... ra thêm con nè. Ôi vãi. Rồi lúc này là chúng ta xác định chúng ta sẽ chơi cái tiềm thục đúng không? Anh em chỉ cần kiếm thêm 10 cái hổ phù, quay ra con Trương Tinh Thái là xong, là có một cái tiềm rất là đẹp. Bây giờ mình có thêm con bộ liên sư nữa, tuyệt vời luôn. Và anh em chơi đến 40 cấp thì chắc chắn là anh em sẽ hiểu được. Dễ dàng lắm, tầm khoảng ba mấy cấp là anh em hiểu được game rồi. Tại vì mình có kinh nghiệm là mình chơi chắc cũng mười mấy server rồi, tạo đến chơi đến 20 cấp
làm sao để lên 20 cấp rất là dễ. Mỗi khi mà anh em làm nhiệm vụ chính đúng không, đến khi mà nó kêu mình quay tướng thì mình cứ quay, đừng có tích vàng để làm gì, đừng có tích vàng để làm gì. Nếu anh em tích vàng thì chắc chắn lực chiến của anh em sẽ đứng, anh em có thể không qua, không có làm nhiệm vụ chính được. Và không làm nhiệm vụ chính được thì chúng ta sẽ đứng yên nguyên lực chiến, đúng không? Thì chúng ta không up lực chiến được, không quay bét, không up lực chiến được, chúng ta yếu xìu, chắc chắn chúng ta không xin vô được các bàn hội top. Mà khi không xin vô được các bàn hội top thì chúng ta không có lợi tức cao. Khi mà không có lợi tức cao, chúng ta sẽ bị thọt. Chúng ta không có nhiều vàng, chúng ta sẽ bị thọt. Khi mà chúng ta bị thọt, chúng ta sẽ nản, chúng ta nghỉ. Vì vậy là ban đầu 1, 2, 3 ngày đầu cứ có bao nhiêu vàng, quật hết, quật xả láng đi. Có được cái banner, ví dụ có được cái banner con hai con này mới đúng không, cứ quất. Không có banner gì thì mình cứ 3 ngày đầu xả xả láng, chơi xả láng. Sau đó là chúng ta bắt đầu đến ngày thứ tư, mà khi mà chúng ta lên được đến ngày thứ tư, thứ năm hoặc kể cả ngày thứ sáu luôn, khi mà anh em lên được 40 cấp, bắt đầu 40 cấp thì nó sẽ có những cái gọi là ước nguyện. Những cái này thì mình chọn những con tướng của mình muốn ra. Ví dụ như mình ước nguyện hai con này thì khả năng nó sẽ ra khi mà chúng ta quay 10 lần. Cái khả năng này cô thấy nó cũng khó lắm anh em. Để chủ yếu mình quay ra hai con này có mảnh á, mình có rồi, có mảnh để mình up sao lên thôi. Chứ khả năng này cũng rất là khó. Nên là cô nghĩ là mình chơi tầm đến 40 cấp đúng không? Bắt đầu mình tích vàng lại. Có những con tướng hoặc có những món đồ quan trọng ở trong đấu giá mình mua. Còn có hộ phù anh em có thể tích lại, hoặc là anh em có thể quay, hoặc là anh em nếu muốn chơi những cái team mạnh hơn nữa, ví dụ như là chơi cái team có con Quan Vũ, con Trương Phi, có con Triệu Vân đồ này nọ, muốn quay ra con Quan Vũ đồ này nọ, thì anh em có thể tích lại tầm ngày thứ 8 của server anh em. Mở ra ngày thứ 8 anh em quay, đó là tại anh em. Nhưng mà theo như mình, kinh nghiệm của mình chơi á, 3 ngày đầu có bao nhiêu vàng xả hết đi, đừng có ấm lại. Ấm lại nếu như mà anh em xui, ví dụ đến cái ngày thứ 8 có con Quan Vũ đúng không, anh em quay một cái mà xui cái nó không ra Quan Vũ, coi như là 8 ngày anh em công không luôn, công cốc luôn, đúng không? Vì vậy là chúng ta cứ 3 ngày, 4 ngày đầu có bao nhiêu vàng cứ xả hết, cứ quay bet đồ này nọ, cái kiểu quay hết. Thì khi mà chúng ta quay, chúng ta hên thì chúng ta có đội hình mạnh, thì không hên chúng ta vẫn có thể up lực chiến. Nên là quan trọng nhất chúng ta có lực chiến để chúng ta xin vào bàn top. Có bàn top thì chúng ta sẽ có được lợi tức cao. Khi mà có lợi tức cao thì anh em sẽ rất là dễ để chúng ta trải nghiệm game này. Rồi ok, đó là những gì mà mình muốn chia sẻ cho anh em về cái những cái điều cơ bản để cho anh em có thể nắm được khi mà anh em trải nghiệm cái game Cái Thế Chinh Hùng Garena. Cho anh em có được những cái trải nghiệm vui vẻ và có thể hiểu được cái cách chơi của game này. Mới làm quen thì mình cứ làm quen cách vận hành game, cách chơi là ok. Khi nào quen thì cảm giác ok rồi, qua server mới mình nạp tiền cho mình dứt thôi, đúng không? Rồi video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.